niềm tin về một sản phẩm hiệu quả an toàn, niềm hy vọng về những cánh đồng chiếu hạt bội thu. Ba mẹ ơi! Gì đó con? Con thấy ba mẹ nè, mà bút là gì vậy? Bút là thuốc diệt cỏ, bút hiệu quả lắm. Nhà mình xài bút từ lúc con còn nằm trong bụng mẹ đó. Con hiểu rồi, giờ bút mượn sạch cỏ, ba mẹ cứ mua. Bút, niềm tin tuyệt đối. Bút, diệt sạch cỏ dại, an toàn cho lúa.